khi ta niệm câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ bổn nghĩa là gốc, chữ sư nghĩa là thầy. Bổn sư chính là bậc thầy gốc. Đức Phật Thích Ca là bậc thầy gốc của tất cả chúng sanh ở cõi ta bà. Ngài là bậc giác ngộ, thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi ta bà để khai sáng ánh đạo vàng cho nhân gian. Đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tình thương mà Ngài dành cho chúng sanh luôn bình đẳng và trở thành sức mạnh để có thể chuyển hóa được khổ đau và giúp cho chúng sanh đạt được giác ngộ. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Phật Thích Ca, từ trời đâu xuất giáng trần, Tỳ Ni Vô Ưu bừng nở, Vương Thành Tịnh Phạn Tỳ La. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Phật Thích Ca, tự thân các ái xuất gia, sáu năm rừng già khổ hành, Bồ Đề tộc chứng đạo cả 45 năm trường, Hoằng khai truyền hóa hơn 300 hồi, thần giáo thuyết kinh ba rừng giáo lý, rạng rỡ pháp vương 80 tuổi, thoáng nhiên thì tình chân thương. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Phật Thích Ca, bổn sư giáo chủ ta bà, trang nghiêm liên đài hiện kiếp, nhất mê bờ giác không xa. Kính lạy Đức Phật Thích Ca, nơi rừng sông Thọ Xa La, pháp âm hòa vang bậc tuyệt đồng thanh niệm niệm Phật Đa. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Phật Thích Ca, từ trời đâu xuất giáng trần, Tỳ Ni Vô Ưu bừng nở, Vương Thành Tịnh Phạn Tỳ La. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Phật Thích Ca, tự thân các ái xuất gia, sáu năm rừng già khổ hành, Bồ Đề tộc chứng đạo cả 45 năm trường, Hoằng khai truyền hóa hơn 300 hồi, thần giáo thuyết kinh ba rừng giáo lý, rạng rỡ pháp vương 80 tuổi, thoáng nhiên thì tình chân thương.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Phật Thích Ca, Bổn Sư Giáo Chủ Ta Bà, Trang Nghiêm Liên Đài Hiện Kiếp, Nhất Mê Bờ Giác Không Xa. Kính lạy Đức Phật Thích Ca, nơi rừng sông Thọ Xa La, Pháp Âm Hòa Vang Bậc Tuyệt Đồng Thanh Niệm Niệm Phật Đa. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Giám trai sứ giả là vị thiên thần trông nom việc ăn uống cho chúng tăng. Vì có công đức hộ pháp giữ gìn chốn già lam nên được tôn xưng Bồ Tát Giám trai sứ giả, thường được thờ ở trai đường hoặc nhà trù trong các ngôi chùa. Giám trai sứ giả Bồ Tát với hình dáng ngồi ở trần, tay cầm búa, dáng vẻ thông dong tự tại. Trong nghi thức cúng ngọ có niệm đến danh hiệu Ngài, và mỗi khi chư tăng thọ trai đều xưng niệm để chùa chiền được an ổn, điều hòa thực phẩm, duy trì sinh hoạt thiền môn lâu dài. Nam Mô Bồ Tát Giám Trai, gia trì đại chúng không ai nào phiền. Đẹp thay chiếc áo phước điền, 100 mảnh vá nuôi liền đẹp thay. Nam Mô Bồ Tát Giám Trai, đại chúng hòa hợp lòng Ngài thánh thơi. Đạo màu là đạo cứu đời, cứu cho tứ chúng thời thời hỷ hoang. Đã mòn nhưng da chẳng mòn, trăng tròn 16 trăng tròn đẹp không. Nam Mô Bồ Tát Giám Trai, nhìn con nước chảy về sông, sông đi ra biển, biển trong về nguồn. Trăm hùng tiếng mò hồi chuông chang hòa đại chúng, tròn vuông vuông tròn. Đá vàng đem thử sắc son, trang nghiêm thanh tịnh đẹp hơn đá vàng. Cũng nhờ Bồ Tát Giám Trai, thiền gia sứ giả xin Ngài chứng trì. Nam Mô Bồ Tát Giám Trai,
gia trì đại chúng không ai nào phiền. Đẹp thay chiếc áo phước điền, một trăm mảnh vá đôi liền đẹp thay. Nam mô Bồ Tát Giám Trai, đại chúng hòa hợp lòng ngài thánh thơi. Đạo màu là đạo cứu đời, cứu cho tứ chúng thời thời hí hoang. Đã mòn nhưng da chẳng mòn, trăng tròn mười sáu trăng tròn đẹp không. Nam mô Bồ Tát Giám Trai, nhìn con nước chảy về sông, sông đi ra biển, biển trong về nguồn. Trăm hùng tiếng mò hồi chuông chan hòa đại chúng, tròn vuông vuông tròn. Đá vàng đem thử sắc son, trang nghiêm thanh tình đẹp hơn đá vàng. Cũng nhờ Bồ Tát Giám Trai, thiền gia sư già xin ngài chứng trì. Nam mô Bồ Tát Giám Trai, 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 Nam mô Bồ Tát Giám Trai. Đức Phật A Di Đà là vị Phật được tất cả kinh điển Đại thừa Phật giáo nhắc đến như là vị cha lành với tâm bi vô lượng, tâm nguyện vô cùng, luôn luôn và lúc nào cũng dõi mắt hướng về những đứa con lưu lạc, ngày đêm trôi lăn trong biển khổ sanh tử. Nhờ viên thành quả Phật mà ngài thành tựu đại nguyện thiết lập cảnh giới tịnh độ Tây phương, tiếp dẫn chúng sinh vãng sanh cực lạc. Trong kinh A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ rõ: từ cõi ta bà này cách mười muôn ức cõi có một thế giới gọi là cực lạc. Nơi đây có Đức Phật A Di Đà đang ngày đêm thuyết pháp. Nam mô A Di Đà Phật, kính lạy Đức Phật Như Lai. Từ quang tỏa sáng liên đài, chúng con ngày tối đêm dài kể từ bậc giác Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật, kính lạy Đức Phật Thế Tôn. Chúng sanh đau khổ mỏi mòn, tan thương trầm thống dập dồn, nỗi chìm sinh tử trong luân. Nam mô A Di Đà Phật, lạc bang giáo chủ Tây phương. 48 nguyện không lường, 10 niềm tâm không thất tan, một đường về về bên thanh lương. Nam mô A Di Đà Phật, liên trì ao báo nở hoa. Hoa sen chính phẩm kết tòa, một lòng Tây phương trực vạn, chấp tay đồng niệm Nam mô. Thank you.
Phật. Kính lạy Đức Phật Như Lai, Từ Quang tỏa sáng liên đài, chúng con ngày tối đêm dài kể từ bậc giác Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Phật Thế Tôn. Chúng sanh đau khổ mỏi mòn, tang thương trầm thống dập dồn, nỗi chìm sinh tử trăm luân. Nam mô A Di Đà Phật. Lạc Bang giáo chủ Tây Phương, 48 nguyện không lường, 10 niềm tâm không thất tan, một đường về về bên thanh lương. Nam mô A Di Đà Phật. Liên trì ao báo nở hoa, hoa sen chính phẩm kết tòa, một lòng Tây Phương trực vàng, chấp tay đồng niệm Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô. Nam mô Bồ Tát Hộ Pháp. Hộ có nghĩa là giúp đỡ, che chở, giữ gìn. Pháp có nghĩa là chân lý và lời dạy của Phật. Hộ Pháp tức là thường tinh tấn thực hành lời Phật dạy, hộ trì chánh pháp mà mình đã đảnh lễ thọ trì, và làm cho chánh pháp thường còn mãi ở thế gian. Hộ Pháp thường có nghĩa dùng các phương tiện tùy theo sức mình mà ủng hộ nền chánh pháp của Phật và cung cấp che chở cho chư tăng, bậc chúng trung tôn, đại diện cho Phật Hoằng Dương giáo pháp. Được như vậy, chánh pháp dễ bề truyền bá, lưu thông trong nhân gian và chúng sanh sẽ thường được an lạc. Nam mô Bồ Tát Hộ Pháp. Chúng con phước mỏng tội dày, không sinh vào thời Đức Phật. Khổ đau nghiệp chướng đọa đầy, chất chồng bi lụy đắng cay. Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp. Trong thời mạt pháp nhiều nhường, trong thời pháp nhược ma cường, đạo đức suy đồi ma chướng, chánh tà hỗn tạp ma thương. Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp. Thủy tư bảo vệ thiên môn, thế đạo nhân tâm điên đạo, quỷ ma bức bách kinh hồn, chúng sanh xa cơ ngơ ngác, cao tăng thạc đức hao mòn. Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp.
tích trùng quang, phá tà hiền chánh đường đường. Thiện ác một lòng quy nhiếp, trước tòa điều ngự pháp vương. Nam mô Bồ Tát hộ pháp, chúng con phước mỏng tôi dày, không sinh vào thời Đức Phật, khổ đau nghiệp chướng đọa đầy, chất chồng bi lụy đắng cay, kính lạy hộ pháp. Trong thời mạt pháp nhiều nhường, trong thời pháp nhược ma cường, đạo đức suy đồi ma chướng, chánh tà hỗn tạp ma thương. Bồ Tát hộ pháp, thủy tư bảo vệ thiên môn, thế đạo nhân tâm điên đạo, quỷ ma bức bách kinh hồn, chúng sanh xa cơ ngơ ngác, cao tăng thạc đức hao mòn. Kính lạy Bồ Tát hộ pháp, thủy từ chứng tích trùng quang, phá tà hiền chánh đường đường. Thiện ác một lòng quy nhiếp, trước tòa điều ngự pháp vương. Đạo huy hoàng cho nhân thế hòa vang, cho ánh đạo huy hoàng cho phạm vũ trang nghiêm, cho ánh đạo huy hoàng cho nhân thế hòa vang, cho ánh đạo huy hoàng cho phạm vũ trang nghiêm, cho ánh đạo huy hoàng, cho nhân thế hòa vang, cho ánh đạo huy hoàng, cho phạm vũ trang nghiêm. Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Di Lặc được coi là vị Phật thứ năm, vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái đất sau khoảng 30.000 năm nữa, thay thế Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Di Lặc được mọi người biết đến với cái bụng thật lớn và cái miệng cười thật tươi, thể hiện mong ước và tâm tư của đạo Phật trong việc đem nụ cười vào cuộc đời. Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Nam mô Di Lặc Thế Tôn, đương lai thì hiện châu toàn long hoa.
Đồ sinh thuyết giáo Ta Bà, mở ra ba hồi về nhà, về nhà Như Lai. Nam Mô Di Lặc Thế Tôn, từ bi hy xa hân hoan tuyệt vời. Cung trời đau lời dõi soi, đừng lại ứng thế cứu đời, cứu đời chúng sanh. Vào một thuở đời đương, Bồ Đại là hiện thân, trên vai mang một đài bụng chứa một hầu bao. Chỉ làm mà không nói, tay phấn phấn cười khi đến khi biến mất đi, ta chính là từ thì. Nam Mô Di Lặc hạ sanh, mười phương một gia chi thành. Long hoa trong chờ mơ hồi, xin Ngài cứu độ chúng sanh. Di Lặc Thế Tôn, đương lai thì hiền châu toàn long hoa. Đồ sinh thuyết giáo Ta Bà, mở ra ba hồi về nhà, về nhà Như Lai. Nam Mô Di Lặc Thế Tôn, từ bi hy xa hân hoan tuyệt vời. Cung trời đau lời dõi soi, đừng lại ứng thế cứu đời, cứu đời chúng sanh. Vào một thuở đời đương, Bồ Đại là hiện thân, trên vai mang một đài bụng chứa một hầu bao. Chỉ làm mà không nói, tay phấn phấn cười khi đến khi biến mất đi, ta chính là từ thì. Nam Mô Di Lặc hạ sanh, mười phương một gia chi thành. Long hoa trong chờ mơ hồi, xin Ngài cứu độ chúng sanh. Nam Mô Long Hoa Hải Hội, Nam Mô Long Hoa Hải Hội. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc